Đâu để review căn của sóc trước à? 33 mới sóc mới mi. Vô đi. Ra đi. Quay. Đây bà ngoại một mình một phòng này, à một giường này. Hai đứa do áp mái à? Ra tí. Không, giờ này mới bơi thì không còn lạnh. Nên đi xong. Mi lên đi. Điều hòa đâu? Bật. Nghẹt bật cho bà. Đây là những cái chăn màn, những cái chăn đệm kiểu này nó rất sang này mà nằm thích, nó mát. Bơi. Đi, thay đồ đi. Quần áo của hai chân của hai chân để bỏ dép xuống con. Nào hả, chút tay của chị. Bỏ dép ở dưới nhờ. Nhưng mà quần áo con đâu? Chị sao nhìn này? Cha tí nhá. Không ai đi bơi không? Đi. Ở cái nhà gió này, hai nhà cái nhà này chắc là nhà sửa đồ của. Mimi đi theo chị. Hai anh em ở phòng nào? Ô, cách xa nhau thế à? Có cái ấy ở trên không? Có cái giường tầng ở trên không? Có ạ. Hai căn này họ bật sẵn điều hòa rồi. Ôi, mát lắm mẹ ơi. Căn này mới dọn ra không vừa xịt. Chắc là vừa khách giả. Lắm. Căn này nhìn còn đẹp hơn căn ở cái sau. Cũng thế. Căn ở cái sau chỗ này nhìn nam nhở. Ba căn giống nhau. Đấy, mẹ cái đợt vừa rồi đi du lịch mà kiểu như có những cái phòng như này mới hay hơn nhỉ. Mẹ cái nhà nghỉ kia sợ. Cái kia nó có mấy phòng liền. Cái nhà nghỉ kia ghê quá. Xong là ví dụ ra cái sân này này nhỉ, ăn uống nướng đủ các thứ nhỉ. Đây là cái, nếu như mà mình xây cái nhà để xe là cũng xây kiểu những cái phòng này cho khách này. Sau này này. Đây mẹ ơi, ông bà. Ui mẹ lấy đồ cho con. Đi bơi luôn đi gì.
Ôi. Ừ. Ôi có cái giếng thật. Đi đi vào phòng mình đi. Đi ra. Vào phòng mình đã. Phòng của bố đang bật điều hòa đấy. Đây là mùa đông người ta sửa ấy. Đi đi đi. Ông mà quên nhở, thế mà quên không xách đôi dép lên đi bơi ướt hết. Là xây những cái nhà này nó rất đơn giản. Mà nhà này ở được nhiều người này. Hiếp nhưng mà. Mà nhà này không cần phải lau chùi nhiều. Mình xây ra thì mình đất trống. Nguyễn xuống đi. Ba xuống đây 100 mét. Xong rồi xong. Con lên trên kia mấy cả em mi để bố quay một cái đã xong là. Đấy đấy, không phải kính. Ngồi ngồi đã xong lấy kính sao? Nào nào ngồi ngồi ở cái kia. Không mẹ, nhìn thấy cái cửa đứng nó bố, nó sụp xuống. Không, cứ ngồi đi, không 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 sụp. Ngồi đi, hai chị em ngồi đi. Đấy chưa? Đây nhá. 1 2 3 ra 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 cái cầu này. Sau ấy xuống 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 dưới. Sau xuống dưới còn mi ở trên bậc trên. Đấy đây đây đây. Ở đây này. Thầy chắp chắp tay vào cạnh sườn. Mi xuống. Mi xuống nhá, bậc trên của chị. Đấy chưa? Rồi chắp tay vào. Nhìn chắp tay vào sườn không? Chắp tay vào sườn, cạnh sườn cơ mà. Cạnh sườn eo đâu? Đúng rồi. Đấy, mẹ sau dặn chân ra tí. Đây, nhìn ra đây nào. Sau đây, mi đâu, mi 1, 2, 3. Nhìn đây nhá, 1. Nào, mi nhìn đây con. Nào, xong ơi, khéo con. Đừng rụt diệt thế. Tay kìa.
sao sao xuống đi. Ngụp đi, ngụp đi. Bạn đi nghe, cho mọi người gọi. Đàn ông phải mạnh mẽ lên để nó. Rồi anh. Nó ta kéo chân. Tình như lá úa
người vui bên ơi, xót xa nơi này cho mình bóng anh. Vòng tay tiếng nuối cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là cái chiếc lá bay vương vờ, thì anh ơi xin nhớ lại tình ta. Đêm dài vây quanh lần từng trang dị vãng với kỷ niệm đau, ta vẫn cứ không tin rằng người đã ra đi. Người đã nói sẽ mãi mãi bên ta, vang vọng quanh đây. Thế là không được rồi. Sống ở đời đến như thế. Đừng nói đừng cho không. Tại sao con đi? Không, đồ ăn thì ok, chuẩn đấy. Có giờ ơi, hôm nay lại sai nữa rồi. Ôi giời. Nóng thế. Xe này chẳng báo.
không không phải mất ngày đây. Em ơi, ở đây có chỗ nào bán xăng em? Em đổ đồ ạ. Tầm này bơi mới sướng. Bể bơi này có được bơi đâu. Bể bơi này kiểu là để người ta chụp ảnh, gọi là bể bơi không gian. Ở đây có bể bơi mua nước mát lắm. Không, Sóc ơi, Sóc mấy nhà mi ngồi đây bố chụp cho kiểu ảnh đẹp này. Đây. Ok. Nào, bắt đầu nha, hai chị em nhìn vào đây. Tay thì là tay thả tim đi. Tay thả tim đi. 1 2 3 Đăng Khoa mấy cả anh Hiếu đứng đây, đứng đây xem. Đứng đây chụp cho kiểu ra. Nào, đứng đi. Đứng thẳng đi. Hai anh em đứng thế nhá. 1 2 3 Sóc với mẹ Nam kéo chỗ vườn hồng lại đẹp. Đi, sóc nữa. Sóc đứng với mẹ con nữa. Nào. Hay đứng đây. Đứng đây. Đấy đứng, ngồi cho đấy đi, ngồi. Vào đi. Bắt đầu nhá. 1 À. 1 2 3 xong nhìn vào đây xong. Xong nhìn vào đây. 1 2 3 Cái gì? Nào quả trông chim đấy. Hai bố con vì hòa bình nhé.
người đẹp ơi. Có cái đường sang đấy, cái đường đi thẳng xuống dưới cầu dưới kia mà. Mấy chị em ngồi võng này. Đi. Vào đi. Đi xuống đi. Xuống này. Chốc này lên. Sóc mi ơi, sóc mi. Nam kiểu cái tù vàng trăng này đẹp này. Ủa rồi, hôm nay mà không chụp thì hơi tiếc. Hai chị em lên đi. Đâu? Có cái trái tim này. Ôi. Hiếu mi đây cây ơi. Cả nhà làm khách ở chỗ này. Cổng chơi này. Đấy, cổng chơi đây này. Ừ. Nó đây. Đấy, đứng ở cổng đây. Nào, đứng ở cổng đi. Nếu mà lạnh một tí mình đi thì nó cũng ấm người. Thế như là sóc ơi, úi dồi, quả này mà bỏ thì hơi phí. Sóc mày mi.
buốt. Cái kia chưa lên nhỉ? Chưa lên hả? Con nhìn được hết. Thấy rắn. Ôi mẹ ơi. Có cả đường. Cho cả chân lên. Lên nhanh lên. Xuống chưa? Đây, nối xuống đây gì? Nối xuống đằng này. Ê, xuống đi. Không đi đằng này chứ. Đi xuống đi. Xuống đi mà. Hả? Xuống đi.
Mi ơi, Mi đứng bên này giống chị Sóc đấy. Em con đứng bên này. Đứng gần lên. Đứng đối diện với chị Sóc nhá. Đấy, đứng theo kiểu chị Sóc nhá. Nhiều mây nhỉ, hơi nhiều sương.
Anh nhở, xong là ra quán gió đi này. Quán gió đi thẳng lên. Đi thẳng lên. Ok, xong là ăn chơi đấy, xong là đi ấy à? Vâng, xong đi ra quán trường. Ra quán trường. Quán trường xong là tầm... Cầu đi đi quán trường chơi xong thì nhà đá. Đá xong rồi đi cầu trời. Thế đó, trên này nó quanh với nhau. Ok. Ok. Món gì đấy? Vì sao kể cho mi cứ bảo vì thật mới ngon rồi mà đất. Con nói kể gì vậy? Đi 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 vô đi. Ở đây món gì anh ra? À rồi trong đây em đầy đủ các cái gì chưa chưa được tầm vào có được không thì em có tầm một và tầm hai cái bàn gì thôi tầm một đi ngồi bàn này đây là anh nhà mình ở nhà mình đi khoảng bao nhiêu đấy có tầm này bao nhiêu người 7 người anh nhà mình ngồi bàn nào đâu thằng sáng nó xem menu có lượn mán à? Dạ vâng ạ, lượn mán nướng ạ. Ăn tí rượu không nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong rồi xong review 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 kìa. Mia review đi con. Review kìa. Đấy. Anh hiểu rồi. Rồi. Đi cô nhân viên để tôi xinh mái. Xong rồi, xong rồi. Lái trọng. Xong xong. Review đi, review. À, kim màu. Chẹp to ngon đậm chậm chậm. Ơ mẹ con gà nè mà còn mỡ ngon. Đấy lâu đài gì? Lâu đài của riêng. Nhà dân riêng nhỉ? Em bảo ở đâu? Cái lâu đó em bảo. Nhà tôi đi trên quảng trường ấy. Em bảo mấy cái lâu đài này lên đó. Không. Trên đường dưới. Xem phim khói. Là những ai ăn nhỉ? Cho hai ni kem khó trước đi. Mạnh ơi. Mạnh Hiếu ơi. Hiếu ăn kem khó không? Ba ăn à. Ba cốc bố. Review cái này. Nhưng mà đây hình như là bánh đó mạnh em. Cái kiểu bánh này nhà em có này đây, đây là bỏng đấy. Tí nữa nó bắt cầm nha. Tí nữa nó bắt cầm.
Đứng 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 trước đi. Mấy cốc kia gì nhỉ? Nó khoai uống không? Có. Cho ba cốc đi. Hiếu ăn đi. Không ăn được đâu. Ăn xong nhả khói kìa. Mấy đứa ăn xong nhả khói nhá. Từng từng đứa một. Sau 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 sau. À. Sau đâu ăn đi. Để xe trong con camera. Cao cái bảo ăn trước thở đã khó. Bảo ấy đi để bố quay thì có nhai cái bỏng, cho cái bỏng. Đấy. Ôi. À kìa. Đấy. Mi dậy chị cái. Ăn tăng khoa nào. Lạnh lắm chị ơi, đừng có ăn. Khiến khách mặt luôn. Khói đâu có lạnh đâu. Tăng khoa đâu rồi? Ăn cái bỏng xong là vừa nhai vừa thở ra. Ôi ngon quay ra. Nhai xong thả ra. Anh Hiếu chậu xe tí. Anh chậu xe. Thử đấy cái. Thử cái thả ra cái. Ôi nè, cái kem này giống ăn cái kem. Con phải cho bỏng ra trước á, không tí nó hết khói. Cho bỏng ra ăn trước không cho hết khói đấy. Đấy, thấy chưa? Thằng này hút thuốc nhá. Hai chị ao. Con này hút thuốc nhá. Phải ăn vào trong mồm ấy thì mới thở ra chứ con. Nhai bình thường.
vô đây đi. Vào vào đây, vào dọc kênh. Vào đi, vào đi. Đi, 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 con này, đi, đi, đi. Cà phê. Hả? Ờ. Trong cái lịch trình nó bảo dọc kinh gì đấy. Cho anh một đế nóng không đường nhé. Ờ, cà phê máy có. Không, không có máy à? Có pin không? Cho một đế nóng không đường nhé. Hiếu uống gì? Đây Tam Đảo đây nè, xăm vào chụp thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cháu thử sai thế này. Điều cho nó tham quan. Cái gì? Một cái vlog à? Hải Sapa đó, anh gửi cho nó. Bò ngon nhỉ? Đây bò à? Vâng. Đây là gạo, chả đây là chả. Chả ngon, bà ngộ. Chả chắc lợn quê, ăn lợn xuôi. Lợn, đúng là sốt vàng. Vâng, không sốt vàng này hết rồi. Đây. Đi theo em gái xinh đẹp. Để ăn 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 ăn
Đúng rồi đấy. Đùa chứ, mẹ bảo mặc cái áo đi nó lôi thôi thật sự. Con có phải con gái đâu mà cần gì phải bối, giữ ra cho nó trắng. Nước gì của bò quá, không phải nước mắm đâu. Rả. Đơn rả. Bởi vì đây là phở bò. Không bà, những người nào hôm nay ăn bò là hơi bị đỏ. Sao đỏ? Bởi vì bò không phải bò cái bò tươi. Bò tươi thì chắc chắn sẽ để tủ đá. Nhưng bò này bò lạm, bò luộc ngon. Phải chắc cứ gà con để tủ đá. Hơn bao giờ đá? Bò nạm để nạm đá. Đi cổng chơi nhá. Đây kiểu đó như dạng mình kiểu mùa đông ở trên tầng 11. Tôi bóng rồi. Bạn nịnh anh nhiều đi mà. Nhưng bây giờ anh phải anh phải đúc chứ này như này. Con này đi xuống ngã đấy lại gì? Ngã từ từ ban đời. Đền Bà Chúa Thượng Ngàn, tháp truyền hình Tam Đảo, ok, lên cả tháp truyền hình không? Rồi mày đã? Mày này rất là khó quá. Nào, hello cả. Hello cả. Đi vô đi. Tất cả những view hai cái cầu trời như trên là vô đây. Không mây chốc nó lại tan mà. Đi vô 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 uống nước ở đây đi. Thôi không đi nữa. Có nghĩa là cái này là do họ tạo ra chứ không phải tự nhiên. Cái nào mẹ? Nên 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 nè. Nói chung là vẫn là không khí nành nạnh yếu ạ. Thì cảnh vật bây giờ nó đây mà nắng oi nồng xem. Chán luôn. Nhiều cái nhiều mà. Có cà phê máy không em? Dạ không.
Ui nhà ta này, cục trời tâm mẹ. Chanh và đen nóng không đường. Không đậm nóng anh không cảm thấy. Mình đang vào mùa hè mà em không ngồi mày nóng. Không có không đá đấy. Không đá. Có vào đun lên là được. Khéo 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 ngã. Không đùa đâu. Năm chưa chổng chân lên không? Năm giờ tôi ấy bắt còng lên. Ui chói á. Kia là họ mô phỏng ba cái đỉnh Tam Đảo đó.